Đây là cái cây lan mà bạn Hoàng bạn vừa trồi xuống này. Cái lan này cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy, mà hình như thấy rất nhiều người đặt thịt sản. Cái thân của nó, cái lá của nó nhìn rất là hay, lá dày cực luôn. Nó xếp vào dòng mini. Mini. Không bỏ, không bỏ. Cây. Cái gato chơm mẻ. Đây là mấy bộ trưởng Hàn Quốc. Đợt tới này sẽ sang vườn nhà em chơi nhiều hơn, vì chú sớm chú thích rất là thích ở Việt Nam. Bút cung nắng rồi toàn là tôi đã 60 tuổi ăn rất là đẹp nhé. Tao bút chỉ đừng có yên tâm anh ơi, để hôm nào đợt tới này đến có dịp thì chắc chắn là sẽ khám phá ở các nơi ở Hà Giang hay là ở Sơn La này, Lai Châu rồi. Các anh em cứ có man chun chu cổ cứ cứ nha cứ kinh cỡ chắp chắp coi sợ các quả kinh ngon đấy chắp coi sợ các là chú ấy đưa cho em cái cây nhỏ nhỏ này cho này, rồi chú giữ lại cái cây này à, rất là đẹp nha, mất sức sức vui rồi. Để chơi chơi cao tao chụp kia cao tao cao sao chụp kia thì lấy vài cây thôi, không để ờ, 용감한 사람입니다. 용감한 사람. Đây bạn Hoàng. Cảm ơn bạn Hoàng rất là nhiều. Bạn ấy rất là nhiệt tình. Hai lần vào đây thì bạn cũng đi